Em, anh đã làm mọi thứ cho em mà em trả ơn anh như vậy hả? Thôi đi, sao anh dám? Mẹ ơi mẹ! Con yêu! Mẹ ơi! Không, thằng bé đang ở với anh. Còn em, đi đi, đi mau. Được rồi, anh sẽ phải trả giá cho điều đó. Wow, có vẻ như mình được chào đón rồi đó. Sẽ ổn thôi, hả? Xin chào, chắc cả hai đang tìm một người mẹ kế đúng không? Xin chào. Nghiêm túc đấy hả? Hình như hôm nay mình ăn may rồi. Chào mừng đến với gia đình của chúng ta, em yêu. Cảm ơn anh, chào. Bố, con thật dễ thương, mẹ có thể nuốt chửng con á. Ba cờ dâu. Món này ngon quá. Mẹ kế vẫn ở đó hả? Tốt, phải có cách nào đó để đuổi bà ấy. Không có hình phản chiếu, hãy cùng kiểm tra nào. Ngon lành. Bố, bố, bây giờ con có thể chứng minh điều đó như này. Bố thấy không ạ? Là môn hãy nói bố tin con đi. Thật sao? Là mẹ kế đó ạ, ở đó, bà ấy ở đó. À vâng, đây gọi là phép thuật đây nhóc. Ồ, con thấy không? Đúng vậy, mẹo này cũng dễ lắm nè. Vậy ra em làm như thế. Thôi nào, đó chỉ là thủ thuật thôi. Điều đó vẫn không thể ngăn cản tôi. Mình cần tìm thấy nó. Phải ở đây nhờ để xem nào. Ôi, ngón tay của mình, ui trời ơi. Mình ngửi thấy mùi máu. Ô, con đây rồi, tìm thấy con rồi. Bây giờ đưa mẹ nào. Hả, ngon quá. Nữa hả? Đâu rồi, con bé đâu? Con bé vừa cắt phải ngón tay út xinh đẹp của mình đấy anh yêu. Bây giờ mọi thứ đều ổn. Tiếng hét đó là mình sợ quá. Nhưng chúng ta thật may mắn khi có em yêu. Yêu, bỏ tay khỏi người con. Cuối cùng, đây là thứ để ngăn bà ấy lại. Đồ ăn cay sao? mẹ kế sẽ thích nó đây. Yeah, nhìn rất là bình thường. Mặc dù nó có mùi khó chịu. Mẹ ơi. Sao? Này là món mẹ thích ạ. Cảm ơn. Cái này có vị lạ quá. Bố. Hả? Cái gì? Ôi trời ơi, cái gì đang cháy thế? Bố, nhìn kìa, con đã bảo mẹ kế là ma cà rồng mà. Con nhóc đó, con bé muốn giết em. Em yêu, em ổn chứ? Là con bé, do nó. Con yêu. Rất tiếc. Con đang làm cái quái gì vậy? Bố vẫn không tin con à? Ta sẽ hút máu mi. Ôi không, mẹ ơi. Trời, đâu rồi nhở? Hả? Có phải? Mình biết mà. Là mẹ sao? Mẹ ơi, là mẹ. Ôi, cục cưng của mẹ, đến đây nào con yêu. Mẹ ơi, người phụ nữ đó là ma cà rồng. Mẹ biết mà con yêu. Và mẹ nghĩ đã đến lúc chúng ta đấu với cô ta một trận. Vậy chúng ta nên làm gì? Tói, đây phải là vũ khí của chúng ta. Chuẩn, con hiểu rồi. Rất tốt, bây giờ hãy bắt đầu việc luyện tập. Sẵn sàng chưa? Đi. Không con yêu, tốt hơn nên sử dụng cái này. Wow, tuyệt vời, con sẽ đánh bại bà ấy mà không cần dùng chút sức lực nào. Đỉnh quá, tốt lắm con yêu. em yêu, em biết không? Đừng nói một lời nào. Không, thả anh ra, thả anh ra. Anh yêu, anh ngon thật đó. Này, em làm gì thế? Đợi đã, cái gì cơ? Ôi không. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Ma cà rồng không được ở nhà mình nữa, biến đi mau. Đúng rồi con yêu. Cho mẹ xem nào. Chúng ta cần mạnh mẽ lên con yêu. Hãy sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Gầm lên nào. Yeah, cho mẹ thấy con sẽ làm gì nào. Ngoan quá, chúng ta sẵn sàng rồi. Và một điều nữa. Mình là người còn thấy mùi này thấy ghê nữa. Nhưng vậy mới chuẩn. Ở đó sao? Dạ, là bà ta đó mẹ. Mẹ kế không hề biết hai mẹ con mình đang ở đây. Vậy thì chúng ta cần phải hành động. Này, bị cái gì đấy? Đây rồi, mẹ kế cắn đi. Đợi tí, nó là... Trời ơi, là tỏi. Con nhỏ đáng ghét, ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó. Tạm biệt cưng. Con yêu, con làm được rồi, con đã làm cô ta chạy tế khói. Trời ơi, là chồng hả?
Ôi, anh không ngờ á. Chào anh. Xin chào, chào người đẹp. Anh rất xin lỗi. Không sao đâu, em cũng xin lỗi anh nhiều. Wow, không được nhìn, không được nhìn. Không nhìn á, tốt. ngon quá. Em thật tuyệt vời, em yêu. Cái gì, cái gì? Và răng của mình, ôi không. Không thể nào. Không. Khoan, mình có bầu. Xin đừng. Tôi sắp trở thành bố sao? Cứu tôi. Cái đồ lập dị. Ôi trời. Nó đang lớn lên. Làm ơn đừng bắt mẹ tôi. Nhưng tôi phải nói. Anh có chắc không? Hả? Thôi nào. Tôi giỏi giữ bí mật mà. Ủa mà chờ chút, có phải cô ấy? Nghe này, tốt nhất anh nên giữ mồm miệng. Lịa hồn. Đã hiểu chưa? Tôi không muốn chết. Ê này. Ok, thoát nạn rồi. Chúng ta có gì ở đây? Hồ mê quá đi. Cứ như có bữa tiệc ở đây vậy. Này, có chuyện gì vậy? Dạ đang chơi thôi ạ. Đúng vui lắm ạ. Thế á? Ok, được đấy. Suýt thì bị lộ tẩy. Khoan đã, mình buồn vệ sinh quá. Suýt thì xóm ra quần. Thật nhẹ nhõm. Mình lại buồn nữa rồi. Hôm nay mình sẽ ôm toilet cả ngày mất. Yeah, ok con dê đấy. Dùng hẳn loại 2 lớp. Phải rửa nữa mới sạch hẳn. Đã rửa rồi á. Đừng có dễ vậy. Gì? Sao lại buồn nữa rồi? Vừa mới đi mà. Ok, lạ thật đấy. Mang thai thật điên rồi. Lần nữa. Trời ạ, chắc là lần cuối rồi. Về nữa. Tại sao? Nữa. Không thể ra khỏi đây. Ra tôi. Lại đi. Vui quá đi. Mình sẽ nhấn cái này suốt từ ngày đêm. Yeah. Không, làm ơn dừng lại đi. Mẹ sẽ ở trong này mãi mãi. Xin chào, có xong chưa? Được rồi, cuối cùng bằng quang của tôi đã rỗng. Tôi cũng ước là vậy. Em xin phép. Ok, dạ cũng được. Nhưng đây là phòng con gái. Chuyện gì vậy trời? Không. Mình đã đợi quá lâu. Xả lũ. Thật sự rất là kinh tởm đấy anh bạn. Éo ơi. Ôi không biết chui xuống lỗ nào. Nhìn này, chỉ là kem thôi. Chả vậy thì còn dễ hiểu. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Nhưng mình có nhìn thấy màn hình đâu. Sao mình bự quá vậy? Bây giờ thì sao? Ủa, là mình thật đó sao? Mang thai không phải chuyện đùa. Con chui ra đi mà. Kể cần ngu ngốc. Bây giờ mình nặng bao nhiêu? Biến thành giờ cho nhẹ. Để xem nào. Ổn hơn nhiều. Trời, ngon hết dạy. Giờ thì đi ngủ thôi. Ôi, em bé. Thức dậy thôi nào. Không, phải đi ngủ. Mình cần nghỉ ngơi. Bé cứ nghịch ngợm suốt. Cần gì hả? Được rồi, mẹ xin. Cho mẹ ngủ đi. Tại sao? Bình tĩnh. Mình chờ một chút. Mình có một ý tưởng. Giúp bé bình tĩnh lại. Không đời nào. Đã có kính rồi. Có cả phao luôn. Đi bơi thôi nào. Này, chuyện gì vậy trời? Xin lỗi không xin lỗi. Mình sẽ cố gắng ngủ bằng mọi cách. Nào, nằm xuống đây. Cuối cùng cũng chịu để mẹ yên. Thôi mẹ. Mẹ chị. Gì thế? Con bị đầy hơi ạ. Nhưng nhìn con giống như của tôi. Con nít vẫn là con nít. Sao dưới đó ấm thế nhở? Chân mình dạo này thấy khó chịu kinh khủng. Lông lá cứ như rừng rậm cả một vài đường. Nhưng mình không với tới chân mới khổ. Cái bụng khổng lồ ngu ngốc. Khoan, có đúng người mà mình nghĩ không? Bingo, lại đây giúp tôi xíu. Vào đây nào. Không. Cậu muốn cái gì? Cầm cái này đi. Hả, sao cả giống? Thấp xuống một xíu nữa đi. Nào, anh cầm. Chân này còn dần dần hơn chân tôi. Sắp không còn nữa. Chân tôi sẽ bị như bơ ngay thôi. Con ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm spa tại nhà đấy hả? Không cần nói gì nữa. Cũng may cô ấy không hỏi gì thêm. Nhiều lông lá quá. Eo ấy, sao mình lại có nhiều lông thế? Trời ơi, chưa gì đã mọc lại.
Eo ơi, quá trời quá đất, tôi sẽ nhiều thằng tận gốc luôn. Thấy chưa? Chúng ta không có lựa chọn đâu. Sẽ chỉ đau trong một giây thôi. Hít thở sâu. Không. Đắt quá. Ôi, sâu quá đi mất. Tạm biệt. Quá nhiều. Đây mới gọi là đôi chân láng mịn. À, một kiệt tác. Cô có tìm được không? Mịn dã man ấy. Ôi trời, bắn chân. Nào, làm việc tiếp đi. Không mặc vừa áo nữa rồi. Mau giúp tôi ngay. Xin chào. Lệ mề quá đấy nhá. Có bộ nào đẹp không? Xem nào. Phong cách từ thế kỷ trước. Bye. Hả? Không, cảm ơn là đủ rồi. À, không biết nữa. Bộ này thì sao nhỉ? Nhưng bụng to quá mà không vừa. Wow, thôi được rồi. Tiếp theo. Chắc phải giảm 10 cân. Còn bộ này cũng không vừa nốt. Chẳng lẽ không có bộ nào mặc được hả? Khiếp. Được rồi, bình tĩnh đã. Mấy cái móc áo. Ồ, mà chờ một chút. Anh đang nhìn tôi hả? Không, chắc chắn là không. Trời ạ, không kéo có bộ được. Chẳng lấy chẳng nói. Để có một bầu cố lên. Chẳng ăn thua gì. Mình béo quá, không mặc được cái gì. Không, đừng khóc. Để tôi giúp cô. Đợi xíu nha. Anh thì có thể làm gì chứ? Tôi có một ý tưởng hay. Nhân đôi diện tích vải, nhân đôi niềm vui. À, hiểu ý tôi chứ? Mặc vào thật dễ dàng. Đẹp và thoải mái nhỉ? Phải để cái bụng đó thở chứ. Thật không thể tin nổi. Vừa như in nè. Không có gì. Thế là đủ rồi. Thấy con mèo này thật dễ thương. Nhìn con này đi. Nó đang ngủ. Không thể chịu được sự dễ thương này. Nhìn chỉ muốn ôm ấp được tụi nó. Và các em ấy còn rất tình cảm. Đúng rồi, cứ khóc đi. Đó đó. Vị mặn đúng ý của mình. Tuyệt cú mèo. Cạn ly nào. Còn khăn giấy nữa không? Hả? Nhấm thức đấy hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Bữa. Trình ơi, con nó hơi lạnh. Sẵn sàng chờ em bé chưa nào? Mau xuất hiện đi em bé. Xem nào, có ai ở nhà không? Hay là con đang ngủ? Chờ chút. Lạ thật đấy. Chuyện kỳ quái gì vậy? Bác sĩ, anh vẫn ổn đấy chứ? Vui quá đi. Ôi không, mẹ muốn ra ngoài. Cứu. Chờ chút. Có tôi đây. Tôi sẽ giúp cô sinh nở thành công. Wow, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Có tệ lắm không? Mấy người nhát như thỏ đấy. Anh cũng sắp ngất hả? Anh ở đây để cứu vãn tình hình. Này, đừng chạm vào bụng em. Đau quá. Anh chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Xin đừng hại anh. Xin em. Lại nhắn được mục tiêu. Chuẩn bị này, em bé. Ồ, bé thật dễ thương. Chào mừng đến với thế giới con yêu. Ngỡ tay tôi. Sao còn cắn bố? Giỏi lắm nhóc tình nghịch thế. Mình thích nhất khoảng thời gian ăn tối. Xúc xích máu ngon tuyệt. Mình phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Ai đó? Bác sĩ, cứu tôi với. Đầu tôi đau quá. Ai chờ bữa tối thực sự của mình lại đây nào. Nằm im. Lại im lặng. Cậu là bữa tối yêu thích với của tôi. Đã quá đi mất. Chuyện gì vậy trời? Mình thấy là bình thường không như vậy. Không có người nhưng quần áo vẫn nguyên. Lạ thật. Tạm biệt, đợi làm gì? Xin chào bác sĩ, anh có thể giúp tôi không? Một sinh vật khác, chúng không để mình ăn tối mà. Một cô gái cá. Răng tôi. Mở lại đây. Đau quá đi mất. Để tôi xem răng cô. Tôi đau lắm, hãy chữa cho tôi. Cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ tôi biết vấn đề ở đây là gì rồi. Hãy để tôi lấy dụng cụ trước. Dụng cụ quyền lực đây. Ok, bắt đầu thôi. Đừng làm đau tôi nhé. Nhưng đây có phải răng nanh không? Tại sao? Nhìn tôi xấu quá. Sao anh lại làm thế với tôi? Đừng lo lắng. Mau thở răng mình ra. Sao thế? Tôi cần kéo để cắt sợi len, thấy không? Một thủ thuật nhổ răng hư. Há miệng ra nào. Được rồi, nằm im. Còn đau không ạ? Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm giác không yên tâm lắm. Sắp xong rồi này. Được rồi, ok lắm. Tiêm ơi.
mình hai chiếc răng luôn. Úi, cũng bất ngờ quá ha. Xem rất ngon hơn khi ăn cùng mây vô tỏi. Yeah, mình thích ăn tỏi. Ngon. Chui vào bụng nào. Mùi gì vậy? Tỏi ư? Mùi tôi đầy ngộ. Vậy cho đỡ mùi. Hết sảy con bà bảy. Ôi không, bác sĩ ơi, bụng tôi. Bụng con làm sao? Ok, để tôi kiểm tra. Nó có hơi lạnh. Đã đến lúc thực hiện phép màu siêu âm. Hãy nhìn trên màn hình. Chúng ta có một đàn cá con ở đấy. Có phải tôi mang thai rồi? Chà, tôi đoán. Úi. Gì? Để cho tôi. Tôi sẽ tự kiểm tra. Tôi không thể có thai. Để xem nào. Chị cho tôi cửa thoát hiểm. Ghê quá. Ôi giời, tôi không có thai. Giờ tôi cần dùng nhà vệ sinh. Cứ thong thả. Chán quá. Có gì thú vị ở đây không nhỉ? Để xem nào. Quả dứa này. Không. Donut. Không. Tiền. Tạm thời bỏ túi này. Thôi nào, túi ơi, có gì không? Ngọc trai. Bạn thân của người cá. Và cả vỏ ốc xà cừ. Đã quay số. Alo. Oh yeah. Này, cô gái cá. Ủa. Cổ tôi. Đau quá. Mình nghĩ ra cách rồi. Cô sẽ ổn thôi. Nhưng trông tôi xấu quá. Không không không, đừng khóc. Khoan, ok đấy. Những viên ngọc trai nhỏ rất hợp để trang trí. Những món đồ xinh xắn. Hãy để vẻ đẹp của đại dương tô điểm cho người đẹp nhé. Cô thích không? Wow, đẹp thật đấy. Vậy là tốt rồi, dạ, tôi sẽ ăn nốt bữa tối. Au, cô tôi. Cứ bình tĩnh, để tôi lo. Niềm kiêu hãnh còn bị tổn thương hơn cái cổ. Anh thần bảnh bao. Cảm ơn. Kêu. Gì nữa? Cả này có vẻ phức tạp. Gãy xương. Đừng lo nàng ơi. Cứ để đó tôi bói bột trò là sẽ ngon lành ngay. Đuôi của cô sẽ tốt như mấy ngày lập tức. Lại thánh thần hẹn thò không chịu nổi. Phải ngăn chặn lại. Thế này sẽ mang lại bình yên để mình thực hiện công việc. Tôi có một chút. Ủa, đi đâu rồi? Cô gái cá, cô ở đâu? Đang trốn dưới gầm giường à? Thì chết giường đang gọi cô trở lại đây. Không không, lại mất, không. Đừng có đi lung tung nữa. Summer Tenebris, câu cho màn đêm ôm ấp cô. Bác sĩ, làm gì đó? Ngủ ngon thật đấy. Tôi đã chỉnh sửa lại cái đuôi của cô. Đây là cơn ác mộng. Bỏ chúng khỏi đuôi tôi. Không ngờ được phản ứng đó. Quả là một cái kết bất ngờ. Khát quá đi. Không có máu. Điều này thật tàn bạo. Lại còn đói bụng nữa. Chào bác sĩ. Gì nữa đây? Tôi đến để nói tạm biệt. Cô thật là dễ thương đấy. Để tôi chuẩn bị quà lưu niệm. Hoặc quà lớn. Tất cả đấy nha. Chuẩn bị cho cao trào. Hóa đơn này. Ôi giời đất ơi. 150.000 đô la. Anh khùng hả? Tôi không có nhiều đến thế. Nhìn nè. Chỉ có giáp đại dương trong túi của tôi. Chứ không có một xu nào. Mà chờ một chút. Một ý tưởng cực hay. Giật luôn nha. Tôi biết anh thích mà. Một ống máu của người cá còn đáng giá hơn cả núi tiền. Trả cho anh nè. Hóa đơn đã được thanh toán hết. Máu của sinh vật biển. Thế này thật quý giá. Sảng khoái tình cả người. Bí mật của chúng mình nha. Ôi, anh yêu nè. Gì? Chia tay. Không thể có chuyện này. Tim tôi. Như bị đâm bởi nghìn nhát dao. Tôi không thể sống được nữa. Sao thế? Tim tôi vỡ làm đôi rồi bác sĩ ạ. Không ổn rồi. Để tôi chữa cho. Đừng lo lắng, cô sẽ được gây mê trước. Ý anh là gì? Hả? Phải trái. Phải trái. Làm tốt lắm, anh bạn. Hàn gắn trái tim tàn vỡ nào. Ôi không, chỉ còn đường thẳng. Mình phải nhanh lên, bắt đầu thôi. Tình hình không khả quan. Vỏ sò đáng sợ. Bẩn chất lỏng ra ngoài. Trái tim tàn vỡ, không thể hàn gắn được. Chúng ta cần trái tim mới. Một trái tim hồng tươi đã có sẵn. Bỏ đi đồ cũ, thay vào đồ mới. Cô đã có bản nâng cấp cực xịn. Mình phục mình quá. Cô ấy sống lại rồi. Tuyệt vời. Này, con gà gáy. Tôi còn sống, anh đã cứu tôi. Không cần khách sáo. Người hùng của tôi. Tén lại gái ơi, cô đóng phim mà cà rồng xuất mướt à? Bye bye. Điều đó thật khó xử. Đã đến lúc uống nước ép máu.
Ờ, hả? Một con muỗi, này, mau biến đi. Con muỗi đáng ghét, đừng làm phiền ta nữa. Không, con quái vật này đang thử thách sự kiên nhẫn của mình. Con cực trùng xấu xa, nó có bạn. Nghe tận thế của muỗi trong căn phòng của mình. Chúng đi hết chưa? Tốt, đúng mà, tự uống món ngon nào. Ủa, ôi thần linh ơi. Ê, tao đùa thôi mà. Bảnh nhá, tránh xa tao ra. Để yên cho tao đi mà. Chúng đâu rồi, không nhìn thấy nữa. Ồ, đầy mũi ấy, nước ép đây. Chúc ngon miệng. Vậy, thánh thần ơi. Khoan, nước em máu của mình bị sao vậy? Nước em máu quý giá hết mất rồi. Ôi không. Vẫn còn tia hy vọng. Mỗi giọt đều quý giá. Đây là vấn đề liên quan đến sống còn. Không thể lãng phí máu. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Chị em bác sĩ, ôi không. Mau, tôi cần mau. Trời đất ơi, anh ấy đang hấp hối. Bác sĩ, dậy đi. Nè, hôn máu tôi đi. Đây chính là thần dược, ta có thể cảm nhận sức mạnh. Wow. Thấy tôi đẹp không? Nàng là thiên thần mà cà rồng đến từ đại dương đần tối. Ôi thiên thần ơi, anh sẽ yêu em nhiều. Làm người yêu anh nhé. Ok con dê. Nước mát lạnh đã ghê. Tốt lắm, giờ chờ nào. Hôm nay mình sẽ hôn nàng nhé. Gì cơ, nó đang chỉ vào mình hả? Chào bạn Hiền. Khoan, xin chào, vậy đẹp nhá, chưa mua lên nào. Nghe tiếng gì thật đó. Ôi, tôi biết điều đó nghĩa là gì. Cô ấy sắp có bầu. Ôi không. Thật là tốt. Ôi chào, hãy lên tiếng đi. Mình cảm thấy rất lạ. Gì vậy? Bụng mình. Có mình phải không? Các bạn ơi. Ôi không, mình mắc tiểu lắm luôn rồi. Suýt thì không nhịn được. Chờ chút, cái gì vậy trời? Suýt thì ngồi lên mất rồi. Ew, mình phải dọn dẹp. Găng tay đã sẵn sàng. Bắt đầu nào. An toàn là trên hết. Hãy loại bỏ mớ nhảy này đi. Một chai có đủ không ta? Hay bốn? Được rồi, mọi thứ trông ổn đó. Oh yeah, thơm mùi chanh ạ. Những thứ tuyệt nhất cho vùng nhạy cảm của mình. Đúng, nhẹ cả người. Đã đến lúc dùng giấy vệ sinh hai lớp. Gì? Tôi, quản gia. Vâng thưa cô, tôi có thể. Xin lỗi, tôi không để ý. Để thưa cô. Vụ này chắc vui nè. Cảm ơn, tôi cần nhiều lắm ạ. Gì? Kinh quá đi mất. Cơ mà nghĩ lại thì béo quá đi. Lúc nào cũng hiệu quả. Cảm giác tuyệt vời ghê. Ước gì mình có thể sống ở đây. Ồ, con bé đang di chuyển này. Xin chào, chúng ta ăn thôi. Nào. Người hầu, đến đây. Tôi đây ạ, món ăn nhẹ đây. Ngon lắm ạ. Wow. Không, mình chả thích mấy thứ đó. Bè, không. Ok, chắc tôi không ăn nổi á. Thật đã? Vậy con muốn ăn gì? Con muốn gì vậy nào? Con muốn sandwich ạ. Bỏ mọi thứ vào bánh mì đi ạ. Một cái sandwich, bạn đã có nó. Đương nhiên phải có thịt và phô mai. Nữa đi, thật là nhiều luôn. Chuẩn rồi đó. Thêm dưa muối nữa. Và cả kem nè. Tại sao không chứ? Món này có thể đi kèm với bất cứ thứ gì. Thêm miếng kẹo vào nha. Thật nhiều luôn đi. Vậy mới gọi là sandwich chứ. Chuẩn bị nhảy múa nào bé Bi. Hoàn hảo. Trời ơi, tôi sẵn lòng rồi. Cuối cùng thì cũng đến giờ đi ngủ. Yay! Này, mẹ ơi, con đang bị đè nè mẹ. Bình tĩnh con yêu. Mẹ nói là bình tĩnh mà. Làm sao để ngủ đây? Khó chịu quá đi mất. Không hả? Nào, không thể chịu nổi nữa. Mình chỉ muốn thoải mái thôi. Quản gia. Tôi có cách rồi, đợi nhá. Xem thử nào. Mình chỉ cần cái này thôi. Sẵn sàng nghỉ ngơi chưa? Hãy bắt đầu nào. Của mình sao? Wow, cảm ơn anh. Lên đi bụng. Chuẩn không cần chỉnh rồi. Tuyệt vời. Ôi không, tôi đang ở trong nước. Vây xuất hiện rồi.
giúp tôi với. Chả thư giãn được tí nào. Tôi rất xin lỗi. Để tôi giúp cô ạ. May mà tôi đang khát. Tôi đang tiến bộ. Giờ quá đi mất. Được rồi, hoàn thành. Tuyệt. Cảm ơn anh. Không có gì. Xem nào. Tuyệt vời. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon quá đi mất. Đúng vậy, đã đến lúc thức dậy. Lên nào. Ồ, khoan, không. Lạnh teo luôn. Mình biết rồi. Con người thích mặc thứ này. Nhưng mình phải với được đôi chân ngủ ngốc này nữa. Nào, vào đi má. Nhanh lên. Được rồi, mình đầu hàng. Sao khó khăn thế cơ chứ. Giúp tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hiểu rồi, đừng lo lắng. Cứ để cho tôi ạ. Wow, mình sẽ dùng thử cái này. Chỉ cần gấp đôi trước tất như thế này. Sau đó trượt chân đó vào ngay. Đừng quên bên còn lại. Wow, ổn hơn nhiều rồi. Giờ đến trang phục nha. Xem nào. Cái này, dẹp đi. Còn cái này, mắc ói. Khoan, cái này làm gì ở đây vậy? Mình không có gì để mặc. Quần áo của mình xấu đuôi luôn. Biết rồi. Phải mua đồ online thôi mấy má. Hay là cái này. Xong và xong. Tới rồi sao? Cảm ơn, nhanh quá à. Này, không phải free ship rồi nha. Xin lỗi nhé bố. Vàng tốt hơn. Wow, cảm ơn gái nha. Tạm biệt. Để xem có cái gì nào. Dễ thương quá, mong là vừa nha. Xỏ chân vào hơi khó một xíu. Nhưng sẽ ổn thôi. Sao rồi? Ôi không, không thể mặc vừa được. Cố nhét vào đi. Nhít vào. Sao lại không vừa được nhở? Biết rồi. Mình có sẵn quả dưa chuột này nè. Để nó ở ngay đây nè. Ủa, cái bồng tắm của mình đâu rồi? Xin chào, tôi cần kỳ cọ kỹ càng đó nhở. Đâu rồi nhỉ? Đây này, đúng cỡ của mình rồi. Wow, đẹp tuyệt vời luôn. Vừa như in ấy nha. Tuyệt nhờ. Hả? Chờ một chút. Cái này là cái gì vậy? Mất mình. Thèm sô-cô-la quá đi mất. Không biết có tăng cân không nhở? Chỉ còn một cách để biết được thôi. Và đây là phút giây quyết định. Xin lỗi. Có cái cân nào dưới đó không? Xin chào. Chả thấy gì. Bực thật. Khoan, mình có cách rồi. Khi nào bí thì cứ trồng cây chuối nha. Thế là xong. Bây giờ hãy cùng xem nha. Khoan, chẳng thấy số gì luôn. Ủa, bụng mình. Không, mình ăn nhiều kẹo quá rồi. Sao mình lại vậy chứ? Khoan, có cách rồi nè. Cá thì nhẹ hều ấy mà. Quá trời thông minh rồi. Sắp tới nơi rồi. Lên cân nè. 2 ký hả? Nghe ổn áp á nha. Mình gầy dữ ta. Thôi kệ. Chạy nhiều làm mình mệt đứt cả hơi rồi. Có gì chết trong này vậy? Đến từ mấy bông hoa đằng kia. Tệ thật luôn á. Tôi phải khử mùi hôi này. Ổn chưa ta? Vẫn mùi lắm luôn. Cô có muốn ăn kẹo không ạ? Kẹo ngọt. Tôi muốn tất cả. Chờ chút, có mùi như rác á. Sao vậy? Đợi một chút. Có mùi gì thơm dưới này nè. Tuyệt. Đây rồi. Mình biết mình muốn ăn gì rồi. Khoan, chuyện gì vậy nhỉ? Đinh đinh đinh. Có người thắng cuộc rồi. Mình mê món này quá đi mất. Thật vui vì cô chủ vui ạ. Dạ vâng thưa cô chủ. Eo. Chả đau tí nào đâu. Thấy gì chưa bác sĩ? Để xem bên trong có gì nhá. Hiểu rồi. Có vẻ như cô đang chịu một. Tôi chịu đủ rồi. Của anh đó. Không ngờ luôn hả trời. Sắp xong rồi. Bố mẹ ơi, nhìn nè. Anh yêu em cục cưng. Bé ơi, đẹp quá đi mất. Con cảm ơn mẹ.
Hả? Rách mất rồi. Ôi không. Chấm hết rồi. Anh nói đúng đấy. Đừng bao giờ quay trở lại. Ôi không, họ đã chia tay. Bố đi rồi. Anh tặng cho em này. Em cảm ơn. Tranh của mình. Tuyệt của mèo. Con đang làm gì thế cô nương? Cháu đang ăn vặt thôi ạ. Chú ăn không ạ? Hài hước lắm, dọn dẹp ngay đi. Không. Việc gì cũng đến tay ông già này. Rửa tay đi. Sao phòng trơn lắm. Wow, con chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn. Ui da. Xà phòng là rác rồi. Phải xử lý nó mới được. Đầu tiên mình sẽ khoan một lỗ ở giữa. Sau đó mình sẽ luồn một sợi dây qua như thế này. Còn biết nó sẽ đi đâu không? Tất nhiên là lên cổ con. Khỏi lo làm rơi xà phòng nhé. Cách này cũng thông minh đấy. Ui. Wow, hiệu quả thật nè. Hay quá đi mất. Chuẩn luôn. Vroom vroom. Hả? Oh, chào bé con. Dễ thương xỉu. Chú bị ma nhập hả? Không có gì. Bố vào xem con thế nào thôi. Cứ kể bố. Kỳ quặc. Chắc chắn nó chỉ ở quanh đây. Ôi, con này. Thứ đó ở đâu? Xem ở đây nào. Chú đang làm gì thế? Thấy rồi. Vẫn thiếu gì đó. Bánh xe, cái gì vậy ạ? Còn có thứ mà bố cần. Không, làm ơn. Nào, nhỏ tiếng thôi. Những bánh xe này xịn này. Ô tô của cháu. Có vẻ ổn áp đấy. Mình đã sẵn sàng đi trượt ba tanh. Đi nào. Wow. Ôi. Đau quá. Chẳng ăn thua gì. Hỏng mất rồi. Con yêu sao thế? Hỏng đồ chơi hả? Mẹ mua mới cho. Anh yêu. Anh đâu? Đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc anh. Có được không nè? Nhưng mẹ, không công bằng. Alo. Chào bé con. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Bố sẽ đến ngay. Yay. Con ơi. Ê, con đang làm gì đấy? Bố vào tìm cái này thôi. Dây đây rồi. Úi, sao nó lại ở trên sàn? Được rồi, bye con. Điện thoại, bố đã mua cho mình. Thế mà chú ấy dẫm nát rồi. Con gái ơi, bố đến rồi. Bố ơi, con nhớ bố lắm. Bố ở đây rồi. Bố mua máy mới cho con. Ôi không, biết rồi này. Không có tiền mua mới nhưng bố tự chế được. Bố của con hơi bị khéo tay đấy nha. Bố sẽ làm một chiếc điện thoại mới toanh. Con đã nghe nói đến điện thoại gập chưa? Giờ thì biết rồi nhé. Tìm bố đi, con sẽ thích cho coi. Đã đến lúc lắp ráp các bộ phận. Bố sẽ xếp thành các mảnh giống như sandwich. Ok là. Bố ơi, bố xếp màu hồng được không ạ? Chắc chắn rồi. Gần xong này. Bây giờ để trang trí cho điện thoại. Một bức ảnh bố và con. Bố sẽ nhét vào khe này. Con yêu, con xem này. Con có thể nhấn các nút luôn nhé. Wow, con cảm ơn bố. Bố là nhất. Có gì đâu, con yêu của bố. Anh không có lịch à? Nay không phải là ngày của bố. Phản đi. Ok, hãy để tôi nói lời tạm biệt. Anh nên đầu tư mua một cuốn lịch đi. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Con thổi nến đi nào. Cảm ơn mẹ. Cô bé đây. Ok, nhanh lên. Quá chậm. Ok, ăn thôi. Nhưng con còn chưa kịp ước mà. Lại nữa. Chắc là mấy người đến chào hàng. Tôi mang quà đến tặng con gái. Tôi sẽ đưa cho bé. Bye. Hẹn không gặp lại. Mà nhắc mới nhớ. Mình không có quà cho bé. Giờ thì có rồi. Đặt ở đâu ta? Giờ đã có hai món quà.
mình đúng là thiên tài. Chúc mừng sinh nhật. Bố cháu đến hả? Của chú hả? Chú cảm ơn. Quà của bố cháu này. Một quả táo. Bố vẫn nhớ sinh nhật của mình. Vui quá. Nghiêm túc đấy hả? Mình sẽ tô bức tranh này. Hy vọng sẽ được điểm A. Chú bị sao thế? Ôi trời ạ. Mình mới thằng bồn mà tuần trước. Quá đủ rồi. Bài tập về nhà. Hỏng mất rồi. Bố ra mở cửa. Tôi tới đây. Xin chào, mời vào. Chào. Nhìn anh thấy quen lắm. Tôi đến sửa bồn rửa thôi. Ok, ở bên này. Anh biết cách dùng cái này không? Vâng, tôi là thợ mà. Ok, ok. Eo ơi, bẩn dã man. Tự xử lý đi. Được rồi, để xem có dễ xử lý không. Nghe có vẻ quen quen. Có vẻ thôi ạ. Bố này. Bố ơi, bố đến con vui quá. Bố nhìn nè, bài tập hỏng mất rồi. Ôi không, bố có cái này hay lắm. Lúc nào papa chẳng kỹ lưỡng. Bố dán băng dính thật kín để nó không bị ướt. Phải tự thừa nhận là bố quá thông minh. Con có thể tiếp tục làm bài tập về nhà rồi. Nhưng làm thế nào con có thể tô màu lên nó? Tất nhiên là trực tiếp trên đó. Bút màu là vũ khí bí mật và phần tuyệt nhất. Lau đi cực dễ. Cứ như phép màu, cho con thử. Bây giờ con có thể thử các màu khác nhau. Ui giời, xóa đi là xong. Xong rồi, bố thấy sao ạ? Đẹp lắm. Đi nào. Chờ xíu. Cho bố đồ chơi. Dạ đây ạ. Mình sẽ đặt nó dưới bồn rửa. Để bố rửa nghĩ là bố vẫn còn ở đây. Hay. Đi thôi. Chào con vui. Anh vẫn sửa. Ôi chà, mới có 5 phút thôi. Yeah. Tới ngày đây. Chết nè. Wow. Bố ngớ ngẩn quá. Con đang ăn trên giường à? Không ạ. Còn giấu gì phía sau? Không có gì. Không có thật mà. Còn có thôi nói dối không hả? Cháu chịu đựng đủ rồi, cháu sẽ mét mẹ. Đi mà mét. Ta sẽ nói con đã để lại một bãi chiến trường ở đây. Cho con bé một bài học. Cái cây này bày luôn. Vâng ơi, mở ra. Quần áo của con sẽ được tự do. Đây là hậu quả vì dám thái độ với mình. Úi dạ. Anh làm gì vậy hả? Ôi không. Đừng ngốc thế. Anh chỉ đang trang trí lại thôi. Anh nghĩ tôi ngu lắm hả? Biết. Anh ấy bị sao vậy? Này, tặng cho em này. Thật ạ? Cảm ơn anh. Mình quay lại với nhau nhé. Lại được khiêu lưu rồi. Cảm ơn hai bố con. Nhớ là mẹ chỉ vắng nhà vào cuối tuần này thôi. Đừng quên dọn dẹp nhà cho gọn gàng và hay ngoan đấy. Cả hai bố con luôn. Vậy nhé, mẹ đi đây. Này, kéo áo lại đi con. Con sẽ cho bố về nhà. Ê, con đang mơ đó hả? Gì vậy? Đợi đã. An toàn là trên hết. Đặt tay lên vô lăng. Nhìn đường đi con. Con còn chưa khởi động xe mà. Đừng quên thắt dây an toàn đấy. Cái điều khiển chết tiệt ở đâu rồi? Đi nhà bố. Thôi nào, con ném như con gái vậy. Con là con gái mà bố. Lý do. Tốt hơn rồi đấy. Anh yêu Jason ư? Anh yêu Jason. Tôi không biết cậu là ai. Tôi cũng không biết cậu muốn gì. Nếu giờ cậu tránh xa con gái tôi sẽ để yên cho cậu. Bằng không, tôi sẽ tìm đến chỗ của cậu và tôi sẽ... Bố! Siri, Willie Eilish là ai vậy? Bố? Nó là điện thoại của con mà. Vậy sao? Giống y của bố thế nhỉ? Anh yêu Jason.
Ủa bố, cơ mà họ nói gì vậy? Gì cơ? Con nhỏ đáng ghét vãi chứ mẹ. Sao nó dám? Đúng đó, tụi nó nói vậy đó. Bố không dám đâu. Băng keo thần thánh này sẽ có tác dụng nhanh đây. Bố mà còn nghe thấy con chửi tục nữa là con sẽ được rửa miệng bằng xà phòng đấy. Bố không dám đâu. Mình không thể tìm được cái gì trong mớ lộn xộn này, nó đâu rồi? I just want a Rolex with a piece of wrench. I already have that designer to design my pants. I just need some diamonds on my wrist so I can flash you when I dance. Wow. Bố ơi, bố có thấy bà nổi được không? Không. Hỏi mẹ đi. Rồi. Con nè. Mẹ, bàn ủi đâu à? Trên tủ lạnh hả? Dạ, con cảm ơn mẹ. Ôi, con có thể ở lại nhà Kitty không? Mình nên hỏi mẹ thì hơn. Này John, anh biết đấy, tôi không hài lòng với những con số đó. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mẹ. Gì đây? Bố không cho con sự lựa chọn nào khác này nhé. Đẹp tuyệt. Con trường sinh đấy. Cảm ơn bố à. Chơi một trò chơi nhỏ nào. Giờ ai còn chơi trò đấy nữa đâu bố. Tông bạc ư? Này, con đi đâu đấy? Này. Ôi không. Tốt hơn rồi. Đẹp lắm bố. Bố biết mà, con yêu. Đi chơi vui vẻ nhé. Nó đi đâu vậy nhỉ? Chào Jason. Chào cưng. Gì vậy? Này, nhá. Gì vậy? An toàn vẫn tốt hơn nhiều. Em biết gì không em yêu? Anh yêu em. Này này. Bố đây là Jason, bố nhớ không? À Jason anh yêu, sao bố quên được? Và cậu là ai? I'm a cool dude, don't get burned. I'm the guy you like. I mean I tear up this world on my precious motorbike. Bye Jason. Bố, sao lúc nào bố cũng phá hỏng mọi thứ vậy? Jason đây đó. Bố ghét mấy thằng con trai của con. Jason. Chàng trai tội nghiệp. Miếng bánh sẽ ngon lắm đấy. Bố, con xin lỗi. Nhưng bố muốn con sẽ không hẹn hò nữa. Trong một tuần. Không sao đâu con, bố làm bánh cho con này. Giờ chúng ta phải dọn dẹp cho bố. Bố vẫn còn đói. Con cũng vậy. Mẹ gọi đến bố. Alo mẹ. Chào em, thế nào rồi? Ở đây rất đẹp. Hai bố con dọn nhà chưa đấy? Rồi. Tốt. Hai bố con có thích cái bánh của mẹ không? Ôi ý, em phải đi đây, bye bye. À. Lần nào cũng vậy. Bố dừng lại. Hôm nay Spike sẽ được ăn ngon lắm đấy. Kinh quá. Con muốn nói là con đang trong những ngày ấy. Bình tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết. Không sao mà bố. Có sao chứ? Con có nói với mẹ rồi. Đây này con, đừng lo.
con ổn chứ? Con còn băng vệ sinh rồi. Con chỉ muốn nói với bố vậy thôi, mọi thứ ổn mà. Con có cái này cho bố. Gì vậy? Đây là bạn trai mới của con. Nữa hả? Cái gậy của bố đâu rồi? Chúng ta cần nói chuyện. Một mét tám. Và giờ là bài kiểm tra cuối cùng. Để tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi không biết cậu, nhưng tôi muốn biết cậu có ý định gì với con gái tôi. Nói đi chứ. Cháu rất yêu cô ấy. Cháu không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất đến với cháu. Và cháu rất. Được rồi, cậu đã thành công. Đi đi. Cậu ấy có vẻ được. Anh không sao chứ? Này các con. Ha ha ha. Xem album gia đình này. À, con bé thật dễ thương khi ở trong toilet gì. À, nhìn nó này. Hình này nó còn chưa có răng này. Đủ rồi đó bố, mình đi dạo thôi. Đừng về trễ nha con. Ôi em thật quyến rũ. Anh muốn chạm vào. Ê đồ tiểu tam, ông ấy là bố tôi. À, bố tôi có vợ, để bố tôi yên. Hả? Là mẹ hả? Con xin lỗi, con chỉ... Con đang làm bài tập về nhà. Chúc mẹ buổi tối vui vẻ nhé. Emily, mai mẹ về rồi, chúng ta phải dọn nhà thôi. Dạ. Nhìn con kia, thật dễ thương. Bố biết không, chúng ta đã có một cuối tuần thật tuyệt. Con yêu bố. How I love you, sweetie, you're my only precious girl. I would blush each time I had to get you those tampons. And give out all my money for your brand new clothes. And we made those stupid videos for your TikTok. Luna, bôi kem chống nắng đi con. Bố. Nhưng con muốn giảm nắng cơ. Tuyệt vời ông mặt trời. Trời ơi. Trật tự. Tiếp đi. Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều hạ. Bạn trai tớ đến nhà tớ. Này, coi chừng. Chờ em chút. Đây. Này. Bố, đây là Pít ạ. Đi thôi em. Chào. Bố ơi, con về phòng đây. Em cảm ơn. Mơ đi. Làm cho gì vậy? Bố. Bố vừa thôi. Con trai ơi, về nhà đi. Em xin lỗi, tiếp nhé. Luna, anh... Hả? Chào. Có lẽ anh về đi. Đừng đừng, không sao đâu mà. Wow, về đi cần. Nó cắn đấy. Đi ngay. Không, kệ bố em đi.
Thôi anh về đây, làm phiền nhà em quá. Bố. Dạ thưa chú. Ôi không, hả? Hả? Có gì ơi? Sao vậy bố? Chả sao. Bố có chuyện muốn nói này. Đây sẽ là kỳ nghỉ hè đã nhất của con. Yeah, vì bố sẽ đi cùng bé con mà. Luna, Luna, cậu đi đâu thế? Cậu có đi dự tiệc ở đâu không? Tớ đang định kể đây này. Bố ơi, con lại nhé. Bố là số 1. Này. Yeah. Bố không chịu nổi nữa đâu. Bố, nhanh lên, nhanh nữa. Và liệt cuối rồi. Luna. Oh yeah. Quá tuyệt. Bố. Ăn mặc kiểu gì thế hả? Cảm ơn chứ. Trời đất. Cục vàng của bố. Nè, cậu mới đến đây à? Chào cậu. Mặc gì thế này? Được rồi đấy. Nhìn kìa, anh ấy là soái cả đấy đấy. Anh vừa cao vừa đẹp trai, cánh tay săn chắc và... Mà kệ đi, tới lúc đó kiểu... Wow! Lại bắt chuyện đi. Chào. Chào, em mới đến hả? Lần đầu anh thấy người xinh như em đấy. Mắt em đẹp thật. Em có muốn đi dự tiệc với anh không? Sẽ thử lần đấy. Bữa tiệc vào ngày mai đấy. Em sẽ đến ạ. Ê, cứ vẫn... Hỏi gì vậy trời? Sao chậm vậy ta? Bắt lấy. Cảm ơn anh nhiều, anh cứu bố em rồi. Đi chỗ khác nào. Gọi em nhé. Phải làm mới mình thôi. Chật bụng quá. Bố, bố có sao không? Bố ơi, mày sấy tóc hỏng rồi. Hay là mình mua cái mới ạ? Để bố sửa. Xong rồi này. Còn xin. Dùng đi. Này mình ăn toàn rau. Luna. Con đang nhắn tin với ai đấy? Đâu có ai ạ? Tình thế nhỉ, đừng mệt trai. Còn biết thừa. Không, đừng hỏng rồi đứa con gái ở trên trường. Xin chú đừng nhớ. Cho xin đi. Rồi cậu trốn đi kiểu gì? Nghe tiếp nè. Mình cần lấy xe. Bố cần khăn mới rồi. Chìa khóa. Đôi giày là đây rồi. Còn đi tiệc bố ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tháo hết xăng rồi. Để xem ai thắng game này nhé. Bố thích đậu phộng nè. Đậu phộng ở đâu vậy này? Quá trời luôn. Đã ghê. Hello. Hi. May quá mọi chuyện suôn sẻ cả. Wow, tuyệt cú mèo, quẩy thôi. Tớ tên Luna. Chào, tớ là Tony. Cậu tên gì cơ? Ủa? Chào. Chào. Tiệc cháy quá ha. Chào, tớ là Luna. Chào. Bố, bố sao vậy? Bố cứ quậy tung mọi thứ lên. Luna, mình đang đi nghỉ mà. Con muốn đi nghỉ một mình thôi. Rồi, bố hiểu rồi. Nè, tớ đến rồi. Bố tên nè. Gặp các con. Thế bố cậu đâu? Để tớ về rồi. Thì con bé cười mãi như ngày nào. Luna. Bố, đi chơi cùng con đi. Thôi. Của tớ như thế đó. Ba cộng, chúc mừng em nhé. Ủa, nhưng còn biết thì sao? Bố ơi, đi chơi vui quá, con cảm ơn. Trời ơi, con yêu. Gì vậy bố? Để bố lấy ra. Cháu sẽ không bao giờ nói chuyện với đứa này nữa cháu. Này, sorry, cháu quên này. Cái điều khiển chiếc tiệt ở đâu rồi? Đây nè bố. À thôi nào, con ném như con gái vậy. Con là con gái mà bố. Lý do là lý do. Tốt hơn rồi đấy. Anh yêu Jason ư? Anh yêu Jason. Tôi không biết cậu là ai. Tôi cũng không biết cậu muốn gì. Nếu giờ cậu tránh xa con gái tôi sẽ để yên cho cậu. Bằng không, tôi sẽ tìm đến chỗ của cậu và tôi sẽ... Bố? Siri, Willie Eilish là ai vậy? Bố? Nó là điện thoại của con mà. Vậy sao? Giống y của bố thế nhỉ? Anh yêu Jason. Ủa bố? Cơ mà họ nói gì vậy? Gì? Con nhỏ đáng ghét vãi chưởng đó. Cơ nó dám. Hôm đó tụi nó nói vậy đó. Bố không dám đâu. Băng keo thần thánh này sẽ có tác dụng nhanh đây. Bố mà còn nghe thấy con chửi tục nữa là con sẽ được rửa miệng bằng xà phòng đấy. Bố không dám đâu. Này. Ôi không. Tốt hơn rồi. Đẹp lắm bố. Bố biết mà, còn yêu. Đi chơi vui vẻ nhé.
Nó đi đâu vậy nhỉ? Bố vẫn còn đói. Con cũng vậy. Mẹ gọi đến bố. Alo mẹ. Chào em, thế nào rồi? Ở đây rất đẹp. Hai bố con dọn nhà chưa đấy? Rồi. Tốt. Hai bố con có thích cái bánh của mẹ không? Ôi ý, mẹ phải đi đây, bye bye. À, Luna cũng vậy. Bố dừng lại. Hôm nay Spike sẽ được ăn ngon lắm đấy. Ừ. À. Kinh quá. Con muốn nói là con đang trong những ngày ấy. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết. Không sao mà bố. Có sao chứ? Con có nói với mẹ rồi. Đây này con, đừng lo. Con ổn chứ? Con còn băng vệ sinh rồi. Con chỉ muốn nói với bố vậy thôi, mọi thứ ổn mà. Con có cái này cho bố. Gì vậy? Đây là bạn trai mới của con. Nữa hả? Cái gậy của bố đâu rồi? My dreams, she just splits my senses at the seams. Chúng ta cần nói chuyện. Một mét tám. Và giờ là bài kiểm tra cuối cùng. Để tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi không biết cậu, nhưng tôi muốn biết cậu có ý định gì với con gái tôi. Nói đi chứ. Cháu rất yêu cô ấy. Cháu không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất đến với cháu. Và cháu rất. Được rồi, cậu đã thành công. Đi đi. Cậu ấy có vẻ được.